Chào mọi người, chào cô chú và anh chị em. Bonjour, bonjour tout le monde. Đó, bình minh đang ló dạng. Đó, ánh nắng nó bắt đầu ló ra he. Đó, bây giờ mình đi vô trong này, mình quay cái cây hoa cho các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Ở đây có cái cây hoa đẹp quá chừng luôn nè. Cây hoa hoa mộc lan màu tím đậm, quá đẹp luôn. Ô là là, cực kỳ đẹp. Si vous êtes trop aimé magnolia, suivez-moi. C'est un arbre magnolia avec la couleur violet, magnifique. Rồi, cái cây này nó ít hoa quá, nó không có hoa nhiều. Cái màu đẹp cực kỳ ha, rất là to luôn. Chuông nhà thờ đổ. Cái cây hoa màu tím như thế này mình thấy người ta trồng rất là ít, chắc là nó khó trồng hơn hay sao á, cho nên là cái cây này á mình thấy rất là ít so với những cái cây màu hồng phấn. Đó, những cánh hoa còn bút này đẹp ghê chưa. Ici c'est la ville de Valenciennes. Maintenant c'est mois d'avril avec la température agréable, pas trop chaud, pas trop froid, et on va voir plein de magnolias, des fleurs magnifiques. Bên đây cũng là hoa hoa mộc lan luôn nè, màu trắng này nhưng mà nó nhỏ xíu à. Cái này nó nhỏ thôi. Thơm, màu trắng thơm, thơm thiệt là thơm. Ça c'est les fleurs magnolia aussi. La couleur blanche. Ça sent bon. Đẹp ghê ha. Thơm ngào ngạt luôn. Thích quá cái cây hoa mộc lan màu tím nè, tím đậm, quá đẹp luôn. Cái cây này không có hoa nhiều, là nhìn nó không có rực rỡ giống như những cái cây mà cây có màu trắng hồng. Chuông nhà thờ. Cái khu vườn ở đây cũng hoa nhiều ghê luôn. Rất nhiều hoa. Hoa tulip. Hoa dạ lan hương màu tím. Thơm thiệt là thơm. Đó, đúng 8 giờ sáng cho nên là chuông nhà thờ đổ quá chừng luôn. Đó, cái nhà thờ này ở bên trong cũng rất là rộng và đẹp. Nhưng mà còn sớm quá cho nên là chưa có mở cửa. Và đây là cái sân ở bên ngoài nè. Cái này là nằm ở giữa thành phố luôn đó các bạn. Mà giữa thành phố đó thì đất ở đây rất là mắc tiền. Nhưng mà cái khuôn viên của cái nhà thờ này rất là rộng rãi và thoáng. Đó, ở phía trước này là cái chỗ mà nước nó đổ này. Nó đổ đẹp lắm, nhưng mà giờ này còn sớm quá nên mình chưa có thấy và là gì ta, đài phun nước, đúng rồi đó, rất là đẹp. Thì có những cái hình thù, nói chung là bên đạo chúa thì mình cũng không có rành mấy cái này lắm ha. Đó thì nhìn những cái tượng cũng rất là đẹp. Rồi bây giờ mình đi nơi khác các bạn ơi, thì một lát nữa nếu rảnh đó mình sẽ quay những cái nơi khác có những cái hoa mộc lan rất là đẹp luôn cho các bạn xem ha. Này là hoa thủy tiên này, đẹp ghê chưa. Đây là cái công viên hôm trước mình có vào đây mình quay cho các bạn xem nè, có cái cây hoa mộc lan ở bên bờ hồ này, hôm nay nó nở ra rất là đẹp luôn. C'est magnifique, juste à côté bord de l'eau, c'est magnifique. Regarde ceci. Ouais. Oh, on reste en face.
En face là-bas, ça, ça va mieux. On voit des fleurs. Ici, on voit pas. Dan. Mais toi, non, non. Ne bouge pas trop, ne bouge pas trop. Attends, je vais aller en face, je vais aller en face, ça va mieux. Tu vois les fleurs? Ouais. C'est... Non, pas trop proche. On voit des fleurs, les gars? Oui. Trời, nó đẹp quá, trời đẹp luôn. Rồi. Hoa mộc lan ở bên hồ. Bên hồ nước. Kế bên hồ nước. Quá đẹp luôn. À, nhìn gần chút xíu nha. À, mấy chú vịt. Đẹp quá. Hoa mộc lan, mộc hương, mộc niên, dáng hương à, cực kỳ đẹp chưa. Mấy chú vịt kêu cặp 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 cặp. À, hôm nay trời ấm rồi ha. Hoa nở khắp nơi trên, đẹp quá trời luôn. Ôi, đẹp gì chưa. À, bên kia là thác nước nè. Thác nước đổ. Các bạn thấy hoa sen không? Đó, nhiều người ta gọi hoa mộc lan là hoa sen ở trên cây. Đẹp quá trời luôn các bạn. Cái cây này nó cổ thụ nè, cho nên là hoa quá trời luôn. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Đó, những tán hoa rực rỡ. Hoa sen trên cây. C'est magnifique ici. Je veux rester ici longtemps, longtemps. Parce qu'en dessous, les magnolias, c'est magnifique. Oh là là, merveilleux. Vous voyez? C'est mille fleurs qui est en train d'ouvrir avec la couleur magnifique. Thật là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá trời đẹp luôn. Thì những cái hoa này nó đang nở này. Đó, nhìn khắp cây luôn. Có hàng nghìn cái hoa đang đua nhau nở. Đẹp quá trời luôn. Đây là một cái cây khác ở trong cái công viên này nữa nè các bạn. Cũng là hoa mộc lan luôn. Đó. Magnolia dans ce parc. C'est magnifique ici. Regardez. C'est que des fleurs. On voit pas des feuilles. Nhìn thấy toàn là hoa. Không có thấy lá luôn. Quá trời hoa đẹp luôn. Ôi. Ở đây là hai cây nè. Nó nở quá chừng nở luôn. Đẹp rực rỡ một góc trời. Có ai thấy thích không ta? Mình nhìn ở đây quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Phải nói là muốn ngồi ở đây hoài luôn á. Có bạn nào mà yêu hoa giống như thế này không các bạn?
Có bạn nào mà giật mình khi mà thấy cái cây toàn là hoa thế này không? Đó, quá đẹp luôn. Đó, mình với tới nè. Và cái cây này nó ở dưới thấp nè. Thì mấy cái cây hoa này để chỉ nở có vài ngày thôi các bạn. Chỉ có khoảng 2 tuần lễ thôi. Cho nên là cái giây phút này phải tận hưởng, phải ngắm nhìn đó. Quá trời đẹp luôn. Và nói là các bạn ở Việt Nam có ai thấy cái cảnh này không các bạn ơi? À, chắc là cũng hiếm hoi lắm ha. Đó, quá đẹp luôn. Mà khi nào mà trời nắng á, quay nó càng đẹp hơn nữa. Nhưng mà lúc này không có nắng. Đây là một cái cây hoa mộc lan ở trên đường đi nè. Đó thì mình dừng xe lại một chút xíu để mình quay cái cây này. Quá đẹp luôn. Mà cái cây này thì nó cũng còn non ha. Nó cũng chưa có lớn bằng những cái cây khác ở đằng xa kia kìa. Để mình đi lại đằng kia. Cây đằng kia to lắm luôn. Avoir un arbre magnolia ici. Magnifique, très grand, et on voit que des fleurs, mais très grand. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez, le soleil qui peut pas passer la lumière en face. Regardez. Ah, các bạn nhìn thấy cái cây này chưa? Cái cây này nó quá to luôn. Thì các bạn nhìn thấy này, ánh nắng mà nó không xuyên qua bên kia được luôn đó. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Cái cây này phải nói là cũng cổ thụ dữ lắm luôn nè. Cái này là ở trên con đường mình đi. Thì mình dừng lại. Đó, mình quay cái này cho các bạn xem. Thì cái nhà này cũng đẹp ghê ha. Đó, nhìn cái sân của họ nè. Đó, cái con đường đi vào nhà rất là dễ thương luôn. Thì cái cây này phải nói là nó thu hút ánh nhìn. Phải nói là mình đi ngang đây mình không thể nào mà không dừng lại được luôn các bạn ơi. Đó, có nắng lên thì nó đẹp ghê ha. Thì các bạn nhìn thấy toàn là hoa ha. Mà cái này nó còn búp búp đó nha. Nó chưa có nở hết đó. Khi nào mà nó nở toét ra nữa, nó còn tuyệt vời hơn nữa các bạn. Nhưng mà cái gì mà nó còn đang lững lờ thì nó đẹp ha. Giống như con gái 16 gì đó. Đó, rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Đó, cái khu vườn của cái người chủ nhà này chắc cũng chăm sóc cẩn thận lắm nè. Cho nên là cỏ ở dưới thì cũng được cắt tỉa rất là gọn gàng và sạch đẹp. Đó, các bạn nhìn gần chút xíu ha. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi, toàn là hoa. Thì cũng có vài người bạn nói với mình là ở Việt Nam á, trồng cái cây này rất là khó. Mình nghĩ là chắc là nó thích hợp với những cái khí hậu lạnh mát. Cho nên là ở đây người ta trồng rất là nhiều. Mà tới cái mùa này đó, nhìn ở đâu cũng đẹp hết trơn các bạn ơi. Nhìn những cái cây này phải nói là nó tuyệt vời luôn. Tại vì cái hoa của nó to đó, màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Nó thu hút người ta đi qua đi lại mà phải ngước mắt nhìn đó. Còn ở Việt Nam đó, thì nếu mà ở miền Nam đó, thì trời oi bức. Lúc này trời rất là nóng luôn ha. Cho nên là cái cây này nó ra hoa rất là ít. Đó thì mình gửi một chút không khí lạnh ở châu Âu cho anh chị em, cô chú và các bạn, các bác ở Việt Nam ha. Những người nào mà đang trong cái mùa oi bức như thế này. Ở đây là miền Bắc của nước Pháp, cho nên là không khí nó mát mát rất là nhiều. Thời gian lạnh nó nhiều hơn là cái thời gian trời ấm. Đó, mà nắng ở đây thì nó cũng không có nóng lắm nữa. Cho nên là nó rất là dễ chịu. Cho nên mình cảm giác như không khí ở đây rất là trong lành và dễ chịu. Mình gửi một chút cái không khí đẹp ở đây cho các bạn ha. Và bầu trời hôm nay cũng rất là trong xanh. Đó, coi vậy để cho nó mát mẻ lắm đó các bạn. Thì nói về hoa thì nó đẹp rực rỡ như thế ha. Nhưng mà những cái chồi non, những cái lá non bây giờ nó đang ra đó. Có những cái lá nó cũng rất là giống cái hoa luôn. Có những cái lá nó màu đỏ hoặc là cái lá màu xanh nhạt. Nó búp búp này nó cũng rất là giống như những cánh hoa nó đang nở. Thì mùa này ở đâu cũng có hoa rất là đẹp luôn. Đó, nhưng mà cái hoa này á, nó cũng rất là mau tàn. Khi mà nó nở tuyệt ra thế này đó thì chỉ trong vòng có 2 tuần thôi. Cố gắng thì ngắm nhìn, chứ nếu không là nó sẽ rụng cánh hết.
rất là nhanh, chỉ trong 2 tuần thôi. Thì cái chỗ này nè, cái cây này đó, nó ở ngoài nắng cho nên là nó nở như thế này, nhưng mà còn một số chỗ khác thì nó còn lạnh đó, thì nó cũng chưa có nở hết đâu các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cái cây này hôm trước mình cũng có quay cho các bạn xem lúc mà nó còn búp búp đó, nhưng mà hôm nay đó bắt đầu nó nở nở ra rồi nè, rất là đẹp luôn, và nó tuyệt vời quá nên mình không biết phải diễn tả làm sao nữa, cho nên là mình quay lại để cho các bạn xem cái cây mà phải nói là toàn là hoa như thế này đó. Nếu mà có cái cây như thế này á, mình thích lắm, mình mê lắm luôn các bạn ơi, quá đẹp luôn ha. J'adore les magnolias, mais cet arbre, vous voyez, c'est très 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 grand et les branches, les fleurs, oh, je sais pas combien mille fleurs comme ça, incroyable, j'adore. Nói chung là tháng 3 và tháng 4 thì có rất là nhiều hoa đang đua nhau nở, thì mình mê nhất là cái hoa này. Cái hoa mộc lan này hay còn gọi là hoa giáng hương hay là mộc tiên đó, thì ngoài cái hoa này thì nó còn một cái dạng hoa nữa gọi là cerise, tức là hoa anh đào của Nhật Bản, thì nó cũng đang đua nhau nở khắp nơi hết các bạn ơi, đẹp quá chừng luôn. Thì cũng không biết nói làm sao, chỉ gửi một số hình ảnh tuyệt đẹp ở châu Âu cho các bạn xem ha, những cái mùa hoa tuyệt vời như thế này. Thì mình xin dừng video lại đây nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc, và ngắm nhìn hoa thư giãn ha. Xin chào mọi người nha. Chào chào. Au revoir les amis. À bientôt. Bonjour à tous.